Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn chuyên bất động sản phía Nam của Sài Gòn nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà hẻm xe hơi mọi người ạ. Nhưng mà cái con hẻm này á là mình có thể mua bán kinh doanh đa ngành nghề cũng như mọi người thấy rồi đó. Thì hiện tại á, thì mình đang đi vào lúc buổi trưa nên không có ngay giờ cao điểm nên hơi vắng một chút xíu. Ở đây khu vực này thì có rất là nhiều quán xá với lại phòng trọ cao cấp rồi đó, mọi người. Đây nè, nguyên một căn phòng trọ cao cấp rất là cao luôn, có rất là nhiều phòng. Khu này là kinh doanh mua bán là rất là tốt luôn đó, mọi người. Mình mua về cái là mình kinh doanh cái gì cũng được trơn á, cũng làm ăn, cũng gọi là phát triển rất là tốt luôn. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người tham quan cũng như là khám phá cái căn nhà đường xe hơi. Đường này rất là rộng nha mọi người. Thì mọi người thấy rồi đó, cái tuyến đường mới vừa nâng đường xi măng mọi người ạ. Bề ngang nó cũng độ khoảng là 5m á, rất là rộng. Xe hơi mình chạy đi là coi như là cũng khá là thoải mái luôn. Mọi người thấy không, quán xá có nói chung là hiệu thuốc đồ, ở đây là phòng trọ nè, nói chung cũng rất là nhiều, và nhà cửa nói chung ở đây là khu dân cư hiện hữu, nên mua bán thì mọi người yên tâm, nhà cửa không có vấn đề cũng như là tranh chấp gì cả, gia chủ chính chủ bán luôn. Đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà gồm có một lầu nè, gia chủ ở nhà cũng có mua bán kinh doanh vào buổi sáng thôi là cũng đủ cho cả gia đình mình trong vòng một tháng ăn luôn á mọi người ạ. Chỉ cần mình bán buổi sáng thôi cũng đã đủ ạ. Mình mọi người thấy là cái tuyến này thì nó khu nhập nó như thế nào rồi đó, rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người cũng như là đi vào bên trong của cái căn nhà này nha. Nói chung nhà này do mới nâng đường nên nó hơi thấp chút xíu, nhưng mà ở thì vẫn được, không thôi đó mình về mình sửa chữa nè, nâng nền cũng như là nâng mái, làm mới lại hoàn toàn luôn là rất là đẹp. Tại vì cái chiều ngang của căn nhà này là tận 4,5m mặt tiền lận. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi vào bên trong nha. Thì nói chung gia chủ cũng đã mở cái cánh cửa ra rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong thì cũng như chào mừng mọi người và chào mừng gia chủ mới của căn nhà này nha. Thì căn nhà này mọi người thấy rồi đó, chiều ngang mặt tiền rất là rộng, độ khoảng 4,1m, và ở phía sau nhà là nở hậu là tới tận 4,6m lần đó mọi người. Và ở phía trước nè mọi người, gia chủ có chừa một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì mình cũng có thể để xe hoặc là để những cái đồ dùng lặt vặt linh tinh hay gì đó mọi người cũng được lắm. Khoảng sân mình để dép đồ các thứ. Và đây chính là vị trí phòng khách. Phòng khách thì cũng được chạy dài, rất là rộng luôn. Cái trần ở trên thì cũng được đúc hoàn toàn luôn nè mọi người. Có những cây đà ngang nè, mọi người thấy rồi đó. Trần thì nói chung độ bây giờ là cao, độ cũng khoảng 2,2m, cũng khá là cao. Nên gia chủ mà mình về thì vẫn có thể là ở được. Khi nào mà mình có đủ tiền mà mình xây mới thì mình có thể xây cũng không sao. Mọi người thấy rồi đó, tuy là nhà có hơi cũ hơi thấp nhưng mà gia chủ rất là sạch sẽ luôn. Mọi người thấy không, giữ bờ tường suốt bao nhiêu năm rất là đẹp và sáng, không có bị ố nhà. Tại vì gia chủ hồi xưa xây là dùng để ở chứ không phải là để mua bán gì hết trơn. Bởi vậy tường lúc nào mọi người thấy không, lúc nào cũng sạch hết trơn, không có bị thấm cũng như không có bị ố luôn. Sử dụng cái tông màu hồi xưa giờ nó cũng hơi vàng vàng chút nè, nó cũng nổi bật cho căn nhà nữa. Và bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi ra phía sau khu vực bếp nha. Đây mọi người, đây là cái khu vực ở phía sau nhà. Cũng ở giữa nó có một cái khoảng trống rất là rộng luôn. Ở vị trí khoảng giữa này thì mọi người thấy rồi đó, gia chủ chừa một cái lối đi lên cầu thang với lại nơi bàn làm việc nè.
Hoặc cũng có thể là mình để một cái giường giống như là gia chủ để cho người lớn, hoặc là buổi trưa mình cũng có thể nằm nghỉ ngơi đồ các thứ cũng được lắm luôn. Tiếp theo nữa là mình sẽ tiến vào nhà bếp. Đây chính là vị trí của bếp nè mọi người. Bếp với gia chủ làm cực kỳ là rộng luôn. Ở phía trên đó thì có một cái đèn ốp trần nè mọi người, cũng rất là sáng sủa. Khi mà mở thêm đèn đó thì rất là sáng luôn. Đây là vị trí ở phía sau nè mọi người, rộng lắm. Bếp gia chủ làm cực kỳ là rộng rãi luôn, ở thoải mái. Và phía trong đây là vị trí của nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Và đối diện nhà vệ sinh và ở trong cùng, đây chính là vị trí của khoảng giếng trời nè mọi người. Mình thấy rất là nhiều ánh sáng luôn. Đây vị trí của giếng trời ở trên. Nhà mà được sử dụng và có giếng trời như thế này á, thì cái nhà mình nó rất là thoáng và mát. Tuy tường nó hơi cũ chút xíu nhưng mà cũng rất là kiên cố nè mọi người, không có bị nứt nẻ gì trơn á. Về bếp á, thì về gia chủ sử dụng bếp cũng khá là rộng và dài luôn. Ở phía trên á, thì có thêm một cái kệ tủ treo. Ngày xưa á, là nói chung chủ nhà này cũng theo kịp thời đại là có tủ treo tường rồi, rồi bằng gỗ, rồi ở dưới cũng được thiết kế bằng gỗ giống như hiện tại bây giờ. Cái căn nhà này theo mình nghĩ là cũng được xây khoảng là gần 20 năm rồi đó mọi người. Nhưng mà theo cái phong cách thiết kế là hiện tại thì bây giờ nó cũng tựa tựa vậy chứ cũng không có khác. Có cái tủ rượu nè, có tủ treo, rồi tủ gỗ treo tường ở trên, rồi tủ gỗ treo ở dưới nữa. Bàn ăn thì cũng được sử dụng ở phía bên gần bếp nè mọi người. Ở phía trong cùng đây là nơi vị trí để nước lọc, nó cũng rất là lịch sự luôn và tiện dụng, tận dụng mọi thứ. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người tiến lên trên cầu thang. Cầu thang á, thì mọi người thấy không, khi mà thiết kế á, hồi xưa á, là sử dụng thiết kế là dấu cầu thang nè. Thiết kế nói chung là còn đẹp hơn bây giờ nữa mọi người. Bây giờ á, thì cầu thang đa số sử dụng á, là đưa cầu thang ra nó không có được đẹp và không có được thẩm mỹ. Cái còn cái căn này á, thì được thiết kế dấu cầu thang luôn, vì lý do là cái căn nhà này diện tích rất là rộng mọi người, chiều dài tới tận 20 mét lận. Mọi người thấy rộng không, quá là rộng luôn á. Bây giờ thì mình đã tiến lên trên tới trên lầu 1 rồi nè mọi người. Về trần á, thì tuy là theo thời gian lâu dài nhưng mà trần á, thì cũng được còn rất là sáng sủa và đẹp nè mọi người. Sử dụng trần thạch cao ô vuông. Và ở cái phía giữa của tầng 1 á, thì có một cái khoảng sân chơi, hoặc là mình cũng có thể làm một cái phòng thờ ở phía trên này cũng được nè mọi người. Và ở phía trong cùng ở đây đó chính là vị trí của nhà vệ sinh lầu 1. Và ở trong cùng á, thì có một cái phòng riêng. Đây chính là vị trí căn phòng riêng nè mọi người, đó. Quá là rộng rãi luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến ra bên phía khu vực phía trước. Mọi người thấy nè, mình đứng ở đây á, mình nhìn ra phía bên ngoài á, thì rất là rộng luôn. Cái đường đi cũng chừa khá là rộng luôn nè mọi người, độ khoảng 1,5 m á. Và ở phía bên tay trái của mình đây, đó chính là vị trí của căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai á, thì mọi người thấy ở đó sử dụng và thiết kế cũng khá là rộng rãi và thoải mái, và có một cái cửa sổ nữa. Phòng này á, thì độ khoảng là 12 mét vuông mọi người. Cũng ok lắm luôn á. Phòng này giường nhỏ, mình nghĩ là phòng đơn cho một người sử dụng nè. Và tiếp theo á, là mình sẽ đi sang cái căn phòng cuối cùng, đó chính là căn phòng thứ ba. Là mình đã đi vô căn phòng thứ ba rồi đó mọi người ạ. Căn phòng thứ ba này á, thì được sử dụng và thiết kế cực kỳ là rộng luôn, độ khoảng 20 mét vuông đó mọi người. Về gạch ghiếc các thứ nè mọi người cũng rất là trắng và vẫn còn rất là sáng luôn, không có bị chạy xước gì trơn á. Nói chung gia chủ của căn này á, thì ở giữ rất là kỹ,
Về cái căn phòng thứ ba này á, thì lợi thế thêm là đó chính là vừa có cửa sổ nè, vừa có ban công, đón ánh nắng buổi chiều. Thì tất nhiên căn nhà này là hướng chính tây nha mọi người. Mình sẽ bước ra phía bên ngoài ban công để cho mọi người xem nha. Khi mà mình mở cửa ra mọi người thấy không, gió rất là nhiều, gió thổi cái cây nè rất là nhiều luôn. Mở cửa ra thì cái căn phòng cũng như toàn bộ căn nhà nó sẽ rất là thoáng và mát. Đây chính là cái vị trí khoảng ban công. Ban công thì gia chủ sử dụng rất là rộng luôn, độ khoảng 2 mét rưỡi mọi người ạ. Rất là rộng để mình có thể sử dụng để phơi đồ nè, hoặc là mình có thể trồng cây kiểng. Đây là vị trí ở phía dưới nhà nè mọi người. À, vị trí ở phía dưới nhà thì trên đây mình nhìn có thể thấy được toàn bộ hàng xóm láng giềng luôn đó mọi người. Bên đó đang chuẩn bị xây thêm những căn phòng trọ cao cấp. Ở đây thì phòng thì độ khoảng là 2 triệu mấy, gần 3 triệu một phòng. Bởi vậy cái tuyến đường này rất là sầm uất luôn. Thì lúc ban đầu clip mình cũng có nói rồi đó, là gia chủ chỉ cần bán buôn buổi sáng thôi cũng đủ cho cái thu nhập của cả gia đình luôn đó mọi người. Và ở phía bên trái của nhà thì cũng có một căn phòng trọ cao cấp nữa nè mọi người. Đó, rất là nhiều, bởi vậy ở đây mua bán là cực kỳ là tốt. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với căn phòng khách, sau đó nói về cái phần thông tin cũng như là pháp lý của cái căn nhà này để cho mọi người được nắm nha, và giá cả như thế nào nữa chứ. Thì mọi người đã cùng với Tường khám phá cái căn nhà đường có thể kinh doanh mua bán được, và đường xe hơi nữa, kinh doanh mua bán lại tốt nữa mọi người ạ. À, quá là hoàn hảo luôn. Khi mà mình bỏ ra cái số tiền mà mình mua căn nhà mà lại có thêm cái thu nhập mà hàng tháng nữa thì quá là hợp lý. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần vị trí trước, là cái căn nhà này nè là ở số 88 xẹt 69 đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7, ở đây là phường Phú Thuận đó mọi người ạ. À, thì con đường ở phía trước á, là độ khoảng 5 mét nên xe hơi có thể đi vào một cách thoải mái và quay đầu luôn nha mọi người. Ở phía đầu hẻm á, thì nói chung hơi nhỏ chút xíu, độ khoảng 3 mét rưỡi. Tiếp theo đó chính là về cái phần diện tích. Diện tích của căn nhà là về mặt tiền ở phía trước là 4m1 và chiều dài là tận 20m lận đó mọi người. Rất là dài và rộng, và ở phía sau nở hậu là tới tận 4m6 luôn. Cực kỳ là tốt về mặt phong thủy. Ở phía trước nhà thì mọi người có thể thấy là không có bị vướng cống nè. Nhà thì hướng chính tây luôn, nên buổi chiều có nắng và có gió nên cũng rất là mát nữa. Và về cái giá của căn nhà mà đường xe hơi mà lại kinh doanh tốt như thế này á, thì là 6 tỷ vẫn còn thương lượng đó mọi người. Mọi người có nhu cầu thì hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Thì bây giờ tiếp tục thì mình sẽ nói về cái phần thông tin cũng như là pháp lý của căn nhà này. Thì ở đây á, căn nhà này là pháp lý sổ hồng riêng và hoàn công một lầu đầy đủ hết đó mọi người. Ở đây á, là mình có cái sổ nè. Đó, khi mà gia chủ mới về á, thì mình có thể đổi cái sổ này được nha, tại vì sổ rất là cũ rồi, nó có hơi bị tí xíu ở phần đây nè mọi người thấy không. Sổ thì hoàn công đầy đủ hết nè, 2 tầng nè mọi người. Và đây là chính là cái mặt trước của sổ. Thì diện tích á, là công nhận nói chung là đầy đủ hết nên mọi người có thể hoàn toàn là yên tâm nha. Thì mọi cái thông tin cũng như là thắc mắc gì nữa thì xin mọi người hãy liên hệ trực tiếp với Tường. Mình sẽ dẫn mọi người đến xem cũng như là khảo sát cái căn nhà này nha. Video ở đây thì mình cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ Tường cũng như là cập nhật thêm nhiều nhiều cái căn nhà mới đẹp, hợp túi tiền, hợp giá cũng như hợp hơn nữa nha mọi người. Bye bye, cảm ơn mọi người rất nhiều.